Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Rikaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Ria Gaming. Và ngày hôm nay thì mình có một vài thông tin khá thú vị dành cho anh em liên quan phiên bản OBI 9. Đầu tiên đó sẽ là liên quan nhân vật Jota. Thì theo những anh em mà đã xem những cái video test phiên bản OBI 29 của mình ý, sẽ biết là nhân vật Jota tạm thời bị xóa ra khỏi Ghana Free Fire ở trong phiên bản thử nghiệm của OBI 29. Lý do là nhân vật này được làm lại kỹ năng. Tuy nhiên thì ở thời điểm đó chúng ta chưa biết nhân vật này làm lại kỹ năng như thế nào. Thực ra kỹ năng của Jota ở thời điểm hiện tại đó sử dụng súng tiểu liên và shotgun khi mà hạ gục đối phương, nhưng mà thực ra là buộc phải tiêu diệt đối phương thì mới có thể nhận lại được 40 máu, thì kỹ năng này bị nhiều anh em đánh giá là khá phế. Và trong phiên bản OBI 29 sắp tới ấy, thì theo những thông tin được hé lộ bởi bên Ghana thì chúng ta sẽ có một kỹ năng mới, và kỹ năng này là khi sử dụng súng thì nếu bắn trúng đối thủ thì sẽ hồi lại một vài máu dành cho người chơi, còn nếu như mà hạ gục đối thủ nhá, tức là chỉ bắn gục thôi thì đã được hồi 10% cho người chơi. Thì không biết là con số 10% này sẽ tăng lên tối đa là bao nhiêu, nhưng mà mình đang dự đoán là sẽ tăng lên tối đa là 20% lượng máu tối đa dành cho Jota ở cấp độ cao nhất. Đấy là mình đang dự đoán đấy anh em nhé. Còn nếu không biết là bắn trúng đối phương thì sẽ được hồi bao nhiêu máu. Thực ra thì cái kỹ năng hiện tại nhưng mà Jota theo mình đánh giá là khá là không được ngon lành cho lắm, tại vì là khi mà các bạn bắn gục đối phương các bạn vẫn chưa được hồi máu đâu, mà bắn xong rồi phải gạt giò luôn. Đấy, phải gạt giò luôn, phải dứt điểm luôn thì mới được hồi máu. Và theo mình đánh giá thì đó là một kỹ năng mà nó không phù hợp lắm ở thời điểm hiện tại, tại vì là ngày xưa ấy thì khi mà nhân vật Jota ra ấy thì hồi đấy chưa chrono các kiểu ấy, khi các bạn bắn đối phương xong các bạn có thể gạt giò luôn, nhưng mà bây giờ thì bom keo như là chrono rất là nhiều nên là đôi khi chúng ta bắn chúng ta chưa thể kịp gạt giò luôn đối thủ, nên là đối thủ sẽ hồi lại được cho mình một lượng máu rất là lớn, thì cái điều đấy nó cũng rất là khó chịu. Ok con dây này thì đứng lú ra này, xin ngay cái đầu. Đấy, lúc này team tôi đang dẫn tỷ số 1-0. Thì cái nhân vật Jota này, cái kỹ năng đấy, ví dụ như là đáng lẽ mình bắn gục đối phương mình phải được hồi máu luôn thì nó ok. Thì trong phiên bản OB29 ấy thì nhân vật Jota này khi mà bắn trúng đối phương thì đã được gọi là tăng máu rồi. Đấy, khi bắn trúng đối phương thì mình không biết là mỗi viên đạn thì sẽ hồi được bao nhiêu máu, nhưng mà ví dụ mỗi viên đạn hồi được 1 máu đi. Đấy thì nó cũng khá là ok đúng không anh em? Hoặc là ví dụ như cứ bắn trúng đối phương thì sẽ được hồi lại 10 20 máu gì đấy thì cũng là điều khá là ok rồi. Đấy, cứu bạn ơi. Vâng, cứu bạn ơi. Vâng. Bắn ghê quá. Vâng, vừa thò ra phát mất ngay cái người. Vâng, mất người anh em ạ. Đấy, hết sừ máu rồi. Làm sao? Cậu già cậu cà khịa chúng mày bây giờ. Làm sao? Ây da, nó bắn đau quá anh em ạ. Mình cứ lú ra một cái nó bắn mình hay quá. Có ông cái gì đây? AAE phần này cứu mình. Nếp nấm này, bếp hầm cái gì giúp mình thế này. Hình như đây là bếp hầm hay sao ấy ạ? Chữ bé quá không nhìn thấy anh em ạ. Ok con dê. 25 máu toang thật sự. Đấy, bạn nào cho mình bình máu cái nhở. Đấy, ui, thằng này nó chết rồi. Đấy, thì cái kỹ năng Jota này gần như là nó không được đưa vào trong chơi nhiều. Đấy, từ ngày mà chrono thì gần như là kỹ năng Jota không được gọi là sử dụng nhiều. Tuy nhiên trong phiên bản tới ấy, thì kỹ năng Jota nó sẽ được áp dụng cho tất cả các loại súng. Đấy, ví dụ như là bạn cầm súng gì thì khi các bạn bắn đối phương các bạn sẽ được hồi máu, thì mình nghĩ đấy là một kỹ năng rất là quan trọng và nó sẽ khá mạnh trong Ghana Free Fire. Bên cạnh đó chúng ta chỉ cần bắn nốc đối phương là chúng ta có thể hồi được 20% máu của cá nhân. Thì ví dụ các bạn có 200 máu, bạn bắn nốc một thằng các bạn hồi 40 máu thì nó làm một cái điều gì đấy nó rất lớn luôn, và đặc biệt nó dành cho những anh em nào mà thích solo 1 cân 2, 1 cân 3, 1 cân 4 thì nó cứ gọi là ok. Đấy, thì mình nghĩ là trong phiên bản tới Jota cũng sẽ là một nhân vật rất mạnh, tại vì đó là một nhân vật đặc trưng của server Indonesia. Và nhân vật này được ở bên Indonesia họ chơi rất là nhiều. Thì mình nghĩ là nếu mà tăng sức mạnh lên như vậy thì có thể ra sẽ phải bỏ bớt một kỹ năng của các nhân vật khác đi để thay một kỹ năng Jota vì quá mạnh. Ví dụ như là bắn đối phương rồi được hồi máu. Đấy, bắn đối phương được hồi máu rồi thì hạ gục đối phương hồi lại tới 20% máu hạ gục nhá. Đấy, chứ chỉ cần bắn nốc thôi chứ không cần phải gọi là dứt điểm đối phương mà đã được hồi máu rồi thì nó quá ghê. Tuy nhiên thì chúng ta phải chờ phiên bản OB29 ra mắt chính thức ngày 4/8 thì chúng ta mới có thể biết chính xác là kỹ năng của Jota nó sẽ hoạt động như thế nào, và chúng ta sẽ phải có những cái test rất là chi tiết để xem kỹ năng Jota hoạt động như thế nào. Nhưng mình nghĩ là nó sẽ là một kỹ năng rất mạnh. Mình nghĩ nó sẽ là một kỹ năng rất mạnh bởi vì nó áp dụng cho tất cả loại súng. Đấy, ví dụ bây giờ cảm giác cái mấy cái thằng mà nó cầm AWM đi, nó bắn đi, cứ thế mà nó dã thì cứ phải gọi là ôi rồi ôi luôn đúng không? Đấy, nó cầm hai khẩu AWM nó bắn mà xong rồi nó cứ bắn
nó lại được hồi máu. Không có cách nào hạ gục nó. Mỗi lần nó bắn gục bạn thì bạn lại mất, bạn lại bị nó hút máu, với cả nó lại được hồi máu. Thế thì sao chơi? Đấy, thì mình nghĩ là trong phiên bản tới thì bên Anna Free Fire họ sẽ có những hướng cân bằng để tránh cái việc nhân vật Zota trở nên quá mạnh. Nhưng mình đang nghĩ là với cái kỹ năng như mình đã mô tả vừa rồi thì Zota rất là khủng khiếp đấy. À, làm sao? Ui, bật kỹ năng của Lolo lên ngay. Đấy, anh em thấy không? Ở đây mình phải dứt điểm đối phương nhá. Thì mình được hồi máu thì nó là một cái điều gì đấy nó khá phế ở thời điểm hiện tại. Chứ còn nếu như bây giờ mình chỉ cần bắn gục địch thôi mà mình đã được hồi máu rồi thì nó khá là ngon. Thì cái kỹ năng Zota này sẽ là kỹ năng thứ tư được thay đổi ở trong phiên bản OB29. Những cái nhân vật còn lại đã thay đổi thì như mình đã có hé lộ cho anh em, đấy là Shani, đó là Luqueta. Đấy, Luqueta sẽ được tăng sức mạnh, đó là tăng từ 35 máu lên thành 50 máu tối đa. Khi mà hạ gục một đối thủ ấy thì sẽ được cộng thêm là 25 máu luôn. Như vậy là Luqueta chỉ cần ăn 2 mạng thôi là đã có 250 máu rồi, và 250 máu thì nó phải gọi là đỉnh của chop, mà chop của đỉnh luôn. Right, ở trong phiên bản này thì phải nói rằng là các nhân vật dần dần sẽ được tăng sức mạnh. Những cái nhân vật nào mà phế quá trong Anna Free Fire ấy thì dần dần sẽ tăng sức mạnh dần lên. Thì mình nghĩ đây cũng là một cái điều nó khá hợp lý trong Anna Free Fire. Đấy, nó là một điều khá hợp lý và nó sẽ giúp cho cái game của chúng ta nó trở nên cân bằng hơn. Chúng ta cũng sẽ có nhiều sự lựa chọn về combo kỹ năng hơn. Đấy, đợt trước thì đâu có ai sử dụng combo của Wafra đâu. Combo của Luqueta hay là kỹ năng của Zota mấy đâu. Nhưng mà bây giờ thì chắc chắn là nó sẽ trở thành một cái điều gì đó rất là ngon lành ngành đào anh em ạ. Nó có một thằng nào trốn đâu nhỉ? Vâng, có một thằng nó trốn đâu nhỉ? Từ nãy giờ chả tìm thấy đâu cả. Vâng, ra đây bạn đây. Ôi giời, nó bắn tôi. Xong rồi. Cứu bạn ơi. Cứu bạn ơi, thằng cờ hó kia nhá. Nấp ở đấy mà bắn cậu à. Mày ra đây. Thịt ngay. Đấy, bánh mì kẹp thịt ngay anh em ạ. Team hình bắn hay quá, lại phải gọi là lên sao. Đấy, team hình bắn cứ hay thế nào ấy. Team tôi có ông giết nhiều kinh khủng luôn. Đấy, mình chả làm ăn được cái gì, mình chỉ làm được cái ăn hại đấy. Thi đấu trong vai trò ăn hại trong team. Nhưng mà thật ra thì căn bản nó mang kỹ năng Zota thì mình cũng không dám mà dô lên cho lắm. Đấy, dô lên một cái lại đấm cho lại buồn, người lại nát bét ra. Đấy, ok, thì cái kỹ năng Zota nó sẽ được sửa lại như vậy. Ở trong phiên bản OB29 ấy, chúng ta sẽ có một số những cập nhật. Như hôm trước mình có nói, đó là cái khẩu XM8 này, rồi các thứ thì sẽ được tăng sức mạnh. Đấy, thì sẽ có 4 khẩu súng được tăng sức mạnh. Đó là khẩu XM8, đó là khẩu Mini Uzi, đó là khẩu Spas 12, cũng như là vector đôi. Đấy, vector và vector đôi đều sẽ được tăng sức mạnh lên hết. Thì cái chính xác chi tiết tăng sức mạnh như thế nào thì mình sẽ nói trong phần tiếp theo của video này. Thì cái chính xác cái, nhưng mà trong đó thì có một khẩu bị giảm sức mạnh đi khá nhiều, đó là M1887. Thì có nhiều người cũng rất thắc mắc là lý do vì sao M1887 bị thay đổi sức mạnh. Thì cái này mình không biết. Mình có thể nghĩ rằng ở trong phiên bản tới hoặc có thể là những cái skin của M1887 thời điểm này nó vẫn đang rất mạnh. Hoặc là ví dụ như có thể ở server Việt Nam thì anh em thấy là M1887 nó bình thường, nhưng mà ví dụ ở trên thế server ở thế giới ở những server nước ngoài họ vẫn đang đánh giá là M1887 nó quá bá đạo đấy, bắn 2 viên phát mà có thể chết luôn đối thủ. Thì họ không đồng ý như vậy và họ tiếp tục sẽ giảm sức mạnh M1887 đi. Tại vì chúng ta biết là bây giờ Free Fire là một cái game toàn cầu chứ không phải là mỗi mình Việt Nam chơi, nên có thể Việt Nam thấy ok, các nước khác thì họ lại không thấy ok, thì nó lại không hợp lý anh em ạ. Thì đấy là cái lý do mà vì sao là cứ ở mỗi phiên bản này có những cái súng được tăng hay giảm sức mạnh đấy. Thì ví dụ nhá, cái khẩu M1887 server Việt Nam thấy là nó bình thường, nhưng các server khác, ví dụ những cái server mà họ mới chơi Free Fire đi, như kiểu Bangladesh này hay server châu Phi này, họ mới chơi Free Fire và kiểu vừa vào phát thấy bị bắn phát bay đầu luôn, thì họ sẽ cảm thấy rất khó chịu. Đấy, họ sẽ cảm thấy rất khó chịu và họ sẽ cảm thấy như thế là bất công, nên họ sẽ yêu cầu bên Ghana thay đổi. Ok, với chi tiết của những cái sự thay đổi này thì mình có thể liệt kê luôn ở đây. Thì thông tin này đến từ bên Free Fire News Việt Nam, một trong những cái bên chuyên leak nhận thông tin rất là sớm và Việt hóa rất là đẹp. Đấy, thế là mình lấy số từ các bạn ấy luôn. Các bạn này cũng là những cái fan của Ria Gaming ở trong cái group Free Fire của mình. Ok, thì với M1887 chúng ta sẽ bị giảm đi 6% xuyên giáp, giảm đi 8% tầm bắn và giảm đi 5% tốc bắn. Đấy, tức là khẩu M1887 ở phiên bản này gần như là triệt tiêu luôn. Đấy, triệt tiêu toàn bộ sức mạnh, giảm 8% tầm bắn, 5% tốc bắn và 6% xuyên giáp. Quá căng của đội bán sang. Giảm này thì nói thật là đúng là M1887 còn cái nịt thật. Đấy, giảm xuyên giáp là một chuyện rồi, tầm bắn cũng bị giảm đi gần 10%, tức là bắn nó sẽ bị gần hơn và buộc chúng ta sẽ phải sử dụng skin có tầm xa.
tốc bắn bị giảm đến 5%. Tiếp theo là Uzi sẽ tăng sức mạnh là 8% sát thương tối thiểu, không biết là 8/8 sát thương tối thiểu hay 8%, nhưng tôi nghĩ là 8%. Tầm bắn hiệu quả tăng lên 10%, băng đạn cộng thêm 2, thực ra sát thương tối thiểu và tầm bắn hiệu quả thì không ảnh hưởng lắm đến sức mạnh của Uzi. Tiếp theo là Vector sẽ được tăng lên 5% cái tầm bắn và tốc độ di chuyển tăng lên 10%, tức là khi mà cầm Vector chúng ta chạy nhanh hơn thì tầm bắn 5% thì nó tương đương với một tầm bắn nha anh em nhé, nó tương đương với một vạch tầm bắn. Spad 12 thì sẽ có thêm nòng và scope, tức là nòng và cái ống ngắm đấy, và tầm bắn đấy cộng thêm 15%. Thì cái này mình đã test cho anh em trong video ngày hôm qua rồi, anh em có thể xem lại video hôm qua mình test khẩu Spad 12. Thì khi mà cầm Spad 12 mà lắp nòng ngắm, lắp ống ngắm này ấy, thì bắn rất xa, bắn rất xa và bắn rất xa và hiệu quả. Cái băng đạn đôi ấy thì nó sẽ bị giảm đi về số lượng đạn bổ sung từ 60% còn 40%. Như vậy băng đạn đôi bây giờ nó sẽ yếu hơn so với băng đạn 3 nha anh em nhá. Và cuối cùng là XM8 sẽ cộng thêm 10% tốc độ bắn và cộng thêm 5% độ giật. Đấy, mình nghĩ là cái này thì nó sẽ là khẩu XM8 nó sẽ bị giật hơn. Đấy, bắn nó sẽ bị thiếu chính xác hơn, nhưng tốc độ bắn XM8 sẽ nhanh hơn là 10%. Những cái thông tin này mình chưa biết là có chính xác hay không, vì khi mà mình bắn XM8 ở trong phiên bản của B29 mình vẫn thấy bình thường, nhưng thực sự M87 bị giảm này thì toang quá, M87 giảm này thì toang thật sự anh em ạ. Ok, và đó là thông tin mình mang đến cho anh em trong video này. Nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh của Ria Kia Minh, đừng quên để lại cho mình một like và subscribe để được đẹp trai và được xinh gái nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.